Hiếu xin chào cả nhà luôn nha. Mở đầu video thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp gần xa luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi chúc tất cả mọi người anh em bên dân tộc Khmer. Thì nay thì cũng còn vài ngày nữa thì cũng tới Tết dân tộc Khmer đó nha. Thì Hiếu cũng có đi sơn Bắc Ông 1-2 ngày nữa thì Hiếu cứ ngưng ở nhà ăn Tết nha. Nay thì cũng đi tìm Bắc Ông đó nha. Nay thì Hiếu phát hiện một ông đóng cây dừa nha. Ổ này cũng khá là bự nha, vì cây dừa này nó cũng hơi khó leo cái nha, không biết như thế nào nữa đó. Đông kia cái tàu hơi bị gãy nha, không biết chắc mật như thế nào thì chưa xác định được, để Hiếu lên trển rồi Hiếu mới biết nha. Thấy ổ thì cũng khá là bự luôn, biết đồ mật nằm đâu nữa, tại thấy cái tàu dừa hơi bật xuống cái nha, trình bình luôn trên mét nha. Ok, giờ thì mời cả nhà cùng theo dõi Hiếu leo lên hành trình bắt ổ ong này nha. Giờ Hiếu sẽ tắt leo đi nha. Mồi gọi trước. Cháy gió thằng bó chặt quá hay sao cái cháy là ống quần lên chút mới được, chung leo cái dừa cũng khá là trơn cái nhà. Quá wow, trời ơi, ông khủng long rồi đúng không?
tức là một trong ngoài nữa. Thế nào quay cận cảnh cho nhà thấy được. Thú mới đó rồi, thú cây đó. Trời ơi, con già. Mập nằm trong quá không thấy bên ngoài à. Thấy nào ngồi bên đó được. Chúi đầu xuống luôn. Quá trời mặt nha. Khó làm mặt ghê cùng. Biết chắc làm sao nữa rồi. Chưa thấy bên kia luôn. Ôi, ông sâu xia không đó nhỉ. Quá trời sâu. Quá trời sâu. Quá cực kỳ khó luôn. Em thấy chưa thấy mặt bên đây làm sao nữa. Nó cắt lấy cái gì nó trột xuống quá, xuống ở dưới lấy được cái nhà khó thế rồi. Thank you.
Ây da, dưới đây không thể nào lấy mật được. Hết mọi người. Xuống đây thì cát cũng không được đâu. Tắm voi lên tiếp. Quá trời mệt. Ông đông nhiều cái khó xử thiệt. Sửa không được luôn. Đặt lại đi nha, xuống mệt quá. Quá trời ơi, sâu đóng lâu rồi. Trời ơi, ngửa đất mặt đó nha. Chấm do giờ nữa. Ôi, thì Hiếu úp video luôn đó nha. Một hồi nữa có ổ nào khác đó, thì Hiếu sẽ review tiếp cho cả nhà xem. Nãy giờ Hiếu quần quần cũng lâu rồi nha. Thì chờ mời cả nhà cùng theo dõi những ổ ong tiếp theo của Hiếu nha. Okay. Lại đây bắt hay theo một ổ đó nha, đóng chân cây châm. Giờ thì Hiếu sẽ thao tác ra lên nha. Thank you.
biết mật mã như thế nào nữa. À, con bận xuống rồi kìa. Yeah. Ông bận. Bận đó. Rồi. Ở dưới cũng làm đốt làm gì nữa. Không biết đốt trái không ngày khác nữa. Ông bận làm ở đâu ta thấy nó bay bay nè. Cũng bự quá trời luôn á nha. Quá trời ơi, ông ấy nó vô rùm. Cũng long luôn tức ơi. Khó. Khủng long. Khủng long rồi. Hử? Sao? Đây là làm gì? Có hay không có? Nửa lít à? Sợ không? Leo đây chơi hả? Phụ đỡ sâu rồi. Trời. Sâu quá trời. Đỉnh đây ai? Chị Bình. Dạ. Đâu? Cái gì vậy? Dạ. Đây, cái chùm đậu của mình. Dạ. Thịt nước tương luôn kìa. Lên chơi nè. Con lên chơi nè. Lên chơi không trùm đầu luôn. Ủa, lên chơi không trùm đầu luôn kìa. Thank you.
ngoài á. Hả? Chạm nhẹ đi ra ngoài đó. Nó vừa rồi. Mít chật ra ngon đông trong đây luôn, đúng mít chật luôn á. Giấu cả nhà. Đóng xuống nha cả nhà. Trời. Sắp sửa à. Đúng hả? Sâu cái em. Thế nói em tạm ấy lâu quá. Lâu vậy? Chưa cắt nữa nè. Để sửa luôn. Xuống luôn nha. Thì sẽ review tiếp cho nhà xem. Quá trời con những kìa.
Thì tới đây thì cũng phát hiện thêm một ổ nữa nha. Đó. Tiếp tục leo nữa cái nhà. Thì đóng cái cây này nè, cái cây gì nữa. Đó. Giờ mời cái nhà theo dõi Hiếu leo lên nha. Cái ổ này nó có mật may mắn giống như ổ nãy hay không? Nhìn giống anh em có cắt hết dao cái nha. Mình ăn mót rồi. Ồ, cũng khá bự quá. Trời ơi, bự. Cũng có mệt chứ hả? Bảy bự nha. À, có mặt nè, cây kèo khúc nè. Đây, cũng giờ nè, mặt không nè. Mặt tới đây luôn nè, buông tàn. Đây nè. Giờ thì Hiếu sẽ thao tác Hiếu cắt nha.
thủy là nhỏ chụp rồi. Còn cục dưới nữa. Im nha. Đây nha, cám voi luôn. Này hơn 3 xỉ đó nha. Cũng gần cái lít mặt không à. Giờ thì Hiếu cũng úp video luôn đó nha. Tôi nói đỡ tốn thời gian. Thì chừng nào có ổ khác thì Hiếu sẽ đi tiếp cho cả nhà xem. Ok cái nhà ơi, nãy giờ thì lại đây cũng phát hiện được thêm một ổ ong nữa nha. Đóng trên cây bần. Dây leo thời lừ rồi nha. Nhìn nó không thấy rõ luôn, nhưng mà nằm trong cục này nè. Bây giờ thì Hiếu sẽ thao tác leo lên trừ view giống nhà có mặt hay không nha. Mới xong. Con bận không trời. Con bận phải nó quýnh thừa luôn á. Ôi trời, dây nó leo lên cây. Nói chung là có mà bị quẹt cây đó ồn cái nhà không có cảm ơn phải chạy lẹo. Trên đó nha. Có rồi,
dư reo không, mịt mu. Nằm bên ngoài đó nha. Cái này view không có thấy. Sao thấy không? Ha à, bự luôn. Ồ, bu kèo yên ân quá yên nha. Đó. Mặt khủng long rồi, nấp lồm. Ồ, còn tơ nữa. Trời. Siêu khủng long như thế này. Trời. Quay không có được cái nhà khó ngồi quá. Nên là chỉ quay gì thôi cái nhà. Không quay thành quả sao. Đầy ống luôn.
có nhộng cả nhà. Bơn hơi lép. Phấn hoa quá nhiều nha. Trời ơi, mặt đây ngồi dắt xuống dưới dắt ra mới được. Hiếu xuống luôn đó nha. Chung là để mà tiết kiệm thời gian thì Hiếu cũng úp video trên đây luôn đó nha. Phục mặt này chắc cũng yếu yếu lít đó nha. Tại nó phấn quá nhiều, không thôi là hơn lít đó, phấn nhóc. Thì có ổ nào nữa Hiếu sẽ review tiếp với nha.